Tôi lại kể tiếp cho các bạn nghe câu chuyện hành trình của tôi trên đất cao nguyên. Cho đến năm 89, 90 gì đó, tôi mua được cái xe 67, thưa các bạn. Còn trước, dưới là tôi đã mua cái BS Tôn này. Tôi mua cái BS Tôn năm 85, 86 gì đó. Thì là cái xe nó chạy hai thì chạy bằng nhớ xăng pha nhớt. Cả đội không có ai có, mình tôi có. Rồi sau ông đội trưởng ông ấy mê quá thì ông ấy bỏ thẻ cho ông ấy. Tôi mua 3 chỉ, tôi để cho ông có 2 chỉ rưỡi à. Vì máu tôi ham chơi, tôi nói thật với các bạn ham chơi. Cho đến bây giờ tôi cũng chưa từ được cái máu đấy cả. Thế thì 89 tôi mua được cái xe 67. Cái xe 67 là cái xe mà coi như 5 số. Chạy rất tuyệt vời. Số gạch. Tức là một số 1 trở còn 4 số sau xuôi ấy. Các bạn thấy á không? Mà tôi thì ốm đau, nhưng mà vẫn cố gắng chơi. Xong rồi thình lình bất kỳ thì kỳ bất ngờ là có người bạn của thằng em tôi đấy, thằng mà nó làm cho tôi cái nhà đấy. Nó xuống tôi chơi, nó bảo là anh có thích nuôi sẵn nước không? Thì tôi sướng lắm. Bởi vì thực chất là mà nói ở cái chỗ đất Tây Nguyên đi thưa các bạn, cái giếng của nhà nước đấy là cứ hàng trăm người tranh nhau mới có lấy được gì nước, thì làm sao mà không thích nơi có nước chảy tự nhiên. Cho nên tôi lên tôi thăm thì tôi thấy mê rồi. Thì thời bây giờ tôi có nuôi một số con bò con mê, xong tôi bán đi được đôi ba chỉ vàng gì đấy. Là tôi lên tôi mua được 5 xào đất. Thưa các bạn, cái vườn dài tuần tuột có mấy cái hàng cà mà dài đến cả 200 mét. Thế mà người ta thì không có chủ nhân là nó không ở đấy. Cho nên là người ta đi chở cây gòm lớn, cây gòm vài ba người ôm này. Đi thành hai đường, trông như hai đường mòn Hồ Chí Minh luôn. Cho nên là sau này tôi với vợ tôi quá vất vả về cái chuyện cuốc cái đường, hai cái đường ấy. Và tôi dồn gom góp hết vào tôi mua được 5 xào cà. Thì nhà không có. Lại công trình một lần nữa, tức là tôi lại phải đi chặt. Nhưng mà lần này là tôi chặt cây tai tư keo tai tượng của công ty. Mà trước đây là đã giao cho tôi trồng mấy hàng keo tai tượng đấy. Thì già nó cũng lớn rồi. Năm ấy là năm 91 nó lớn rồi. Thì là tôi cứ đánh bò đi tôi chặt. Tôi mua bán con bò rồi nhưng mà tôi lại vẫn cứ coi như là mượn tôi chặt một số cây để tôi chở lên trên. Từ nhà tôi mà lên, từ nhà ở nông trường mà lên đến cái chỗ đất mới của tôi là cách xa khoảng 7 cây. Tôi chặt về, tôi chẳng biết làm thợ mộc gì cả. Tôi cũng mua đồ về tôi làm được 3 gian nhà gỗ. Thế rồi là làm lên, xong rồi tôi chặt những cây cơ nia, ba hai người ôm mới hết một cây cơ nia nó rắn lắm thưa các bạn. Xong tôi bỏ có một số tiền tôi thuê người ta xẻ ra làm ván, và tôi dựng lên được 3 căn nhà nho nhỏ. Ở đây có một số người ta bán nguyên vật liệu thì tôi không quen lắm, nhưng tôi ra tôi mua 1 triệu ngoái về tôi làm. Và tôi ở đây, cái đất này, đất giờ tôi đưa ngồi đây. Cho đến bây giờ, tôi vào đây, thưa các bạn, khó khăn, đủ bề. Nào là đến đây chưa có huyện. Nào là không có chợ, bán kính 30 cây số, đường kính 70 cây số, không chợ. Nào là không rau, ăn ngọt đu đủ, ăn lá giang. Nào là thiếu gạo, lúc thì nhận làm công nhân, lúc thì không. Ốm đau thì triền miên liên tục. Rất là khó khăn, rất là gian khổ. Mà 3-4 lần làm nhà, tay không làm nhà, thưa các bạn, tay trắng làm nhà. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao rồi tôi yêu mảnh đất này. Tôi mê mảnh đất này.
như là duyên nợ. Và tôi ở lại đất này cho đến bây giờ, 2 năm nữa, 2 năm nữa, thưa các bạn, là 40 năm rồi. 2 năm nữa là 40 năm rồi. Tôi đi năm 81, năm nay 2019. Rồi tôi quý đó, rồi tôi thích đó, dù nó khó khăn, dù nó vất vả, dù nó đày đọa tôi đốm ốp đau rồi nọ kia, nhưng tôi vẫn cứ thích. Rồi tôi bắt đầu khi hơi nhàn một chút, tôi mang nó lên trên YouTube, tôi kể chuyện cho các bạn nghe, tôi khoe với các bạn. Các bạn đến đây du lịch, các bạn đến đây thăm rất nhiều nơi đẹp. Và nếu như các bạn đến được, các bạn mới thấy cái sự hùng vĩ của nó như thế nào. Tôi yêu chuộng nó vô vàn. Và đến giờ đời tôi cũng đã sắp cuối rồi mà tôi vẫn còn quý mến nó, thì chắc chắn rằng tôi sẽ ở đây với nó. Cho nên hôm nay nhân dịp gần một năm, tôi vào cửa ngõ YouTube, tôi vui cùng các bạn, tôi buồn cùng các bạn, và tôi tham gia cùng các bạn. Hôm nay tôi ngồi tôi tâm sự với các bạn. Tất cả mọi nỗi lòng tôi gói gọn. Những ngày tháng tôi xa quê tôi vào đây làm thành quê hương mới. Để cho các bạn nghe và các bạn thấy, không nơi nào, không cái gì là rẽ ràng cho chúng ta cả. Cái gì cũng khó khăn, cái gì cũng phải vất vả. Từ hai bàn tay trắng, từ những lúc ốm đau, khó khăn mọi đủ bề, rồi mới để có ngày hôm nay vui vẻ ngồi cùng với các bạn như thế này. Xin cảm ơn các bạn đã ngồi và đã lắng nghe tôi nói chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại.